Xin chào các bạn, Quỳnh Quỳnh đã trở lại với một video học tiếng Hàn mới. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là những câu nói hữu dụng khi giao tiếp với người Hàn Quốc. Nào, chúng mình cùng nhau bắt đầu nhé. Trước khi bắt đầu giới thiệu về những câu nói hữu dụng khi giao tiếp với người Hàn Quốc thì Quỳnh xin nhắc nhở các bạn một điều là các bạn đừng sợ khi các bạn giao tiếp với các bạn Hàn Quốc, đừng sợ nói sai tiếng Hàn vì chúng mình là người Việt mà, nói tiếng Hàn sai một chút có sao đâu nhỉ. Thế nhưng khi các bạn nói sai thì các bạn nên nhờ các bạn Hàn Quốc chỉnh sửa lại. Trong những trường hợp như vậy thì chúng mình nên sử dụng những mẫu câu nào? Câu nói mà Quỳnh thường xuyên sử dụng đó chính là bạn có thể nói lại giúp tớ một lần nữa không, nói lại giúp tớ một lần nữa với. Câu này trong tiếng Hàn chúng ta sẽ nói là 한 번 더 말해 주세요. 한 번 có nghĩa là một lần, 더 có nghĩa là thêm, nữa, và 말해 주세요 là ghép của động từ 말하다, nói, và ngữ pháp 아오 주세요 có nghĩa là xin hãy. Cùng Quyên nhắc lại một lần nữa nhé. 한 번 더 말해 주세요. 한 번 더 말해 주세요. 한 번 더 말해 주세요. Còn trong trường hợp nếu các bạn ấy nói nhanh quá và các bạn không nghe kịp được thì mình sẽ sử dụng câu là bạn ơi nói lại giúp tớ chậm chậm một chút, hoặc là bạn ấy nói chậm lại giúp tớ một chút thì chúng mình sẽ nói tiếng Hàn là 조금 천천히 말해 주세요. 조금 천천히 말해 주세요. 조금 천천히 말해 주세요. Trong câu này thì 조금 có nghĩa là một chút, một xíu, một ít, còn 천천히 là phó từ chậm chậm đứng trước động từ 말하다 nói đấy nhé. Vậy nên khi các bạn trò chuyện với các bạn Hàn Quốc mà các bạn không nghe kịp hoặc không nghe rõ thì chúng ta có thể sử dụng hai mẫu câu trên. Thứ nhất là 한 번 더 말해 주세요, nói lại giúp tớ một lần nữa nhé. Và thứ hai là 조금 천천히 말해 주세요, có nghĩa là bạn ơi nói chậm lại giúp tớ một chút với. Hoặc khi các bạn đã nghe được cả câu các bạn ấy nói gì rồi nhưng trong câu đó lại có từ mới, ngữ pháp mới mà bạn không biết, khiến cho bạn không hiểu được nghĩa chính xác của cả câu, thì các bạn nên hỏi về từ mới và ngữ pháp mới ấy như thế nào nhỉ? Với mình thì mình sẽ dùng câu 땡땡 이가 무슨 뜻이에요. Trong đó thì 땡땡 là từ mới, ngữ pháp mới mà bạn muốn hỏi, 이가 là tiểu từ chủ ngữ, và 무슨 뜻이에요 có nghĩa là gì. Ví dụ như khi các bạn ấy nói về 자동차 mà các bạn không hiểu 자동차 là gì thì các bạn có thể hỏi rằng 자동차가 무슨 뜻이에요. Vì 자동차 kết thúc bằng nguyên âm nên chúng ta sẽ dùng với tiểu từ 가 cộng với 무슨 뜻이에요 có nghĩa là gì để hỏi về nghĩa của từ này đấy nhé. Còn nếu như các bạn cứ nói về 식탁 nhưng các bạn không hiểu 식탁 là gì thì chúng ta có thể hỏi rằng 식탁이 무슨 뜻이에요. Vì 식탁 kết thúc bằng phụ âm 기억 nên chúng ta phải cộng với tiểu từ 이, các bạn nhớ nhé. Tổng hợp lại những câu nói hữu dụng khi các bạn giao tiếp với người Hàn mà các bạn vừa cùng với Queen học hỏi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có 3 câu. Thứ nhất là 한 번 더 말해 주세요, xin hãy nhắc lại một lần nữa. Thứ hai là 조금 천천히 말해 주세요, xin hãy nói chậm lại. Và thứ ba là 땡땡 이가 무슨 뜻이에요, 땡땡 có nghĩa là gì vậy? Bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc học tiếng Hàn thì hãy comment ở phía dưới nhé. Đừng quên subscribe channel YouTube cũng như Facebook của K-Channel Hàn Quốc để xem những nội dung mới thú vị hơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Annyeong.